Xin trân trọng giới thiệu với tất cả các bạn đọc cái bộ sách 5 cuốn diện trần căn bản của giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Cơ Châu. Cuốn đầu tiên đó là cuốn diện trần điều khiển liệu pháp. Cuốn này là cuốn có hình bìa màu cam. Đây là cái cuốn sách quan trọng bậc nhất của diện trần, mô tả về các lý thuyết của diện trần. Ngay từ cái thời gian ban đầu khi mà mới tìm ra diện trần ấy, sau đó vài năm thì thầy Châu đã hoàn thành được cái cuốn sách này. Và nghe nói bản thảo của thầy chỉ có hoàn thành trong vòng một tuần. Thì đây là cái cuốn nền tảng của diện trần. Thì cuốn này rất là quan trọng, cho nên là nếu mà các bạn có tìm hiểu diện trần chăng nữa thì nên đọc cái cuốn sách này đầu tiên, mô tả với các lý thuyết căn bản, cái cơ sở của diện trần ra đâu, lý do nào mà thầy tìm ra diện trần. Thì trong cái cuốn sách này á, có trình bày hệ thống các thuyết phản chiếu, các thuyết của diện trần đó, rồi các thuyết của diện trần điều khiển liệu pháp, rồi các đồ hình trên mặt, rồi các cách chọn huyệt, rồi các bảng quy tuyến, tức là bảng đồ hình huyệt. Thế thì mình sẽ đi sâu vào từng phần xem thế nào. Thế thì đầu tiên các bạn thấy này, ở cái phần mở đầu này thì giáo sư Bùi Cơ Châu có giới thiệu về cái tên phương pháp của diện trần là gì, về cách đặt tên huyệt, về các thuyết, các đồ hình, về các huyệt đó. Và tiếp theo là thầy có trình bày về các thuyết của diện trần, cơ sở của diện trần hình thành được từ đâu, chính là từ các thuyết này. Rồi tiếp theo là cái thuyết của diện trần điều khiển liệu pháp, tức là trước là cách chuẩn đoán, còn đây là cách điều trị. Rồi tiếp theo là các hệ thống đồ hình phản chiếu ở trên mặt, tức là người ta chỉ cần nhìn vào các hình vẽ này đó, các đồ hình phản chiếu này để người ta điều trị cho bệnh nhân, thấy cái bộ phận nào nó có vấn đề của cơ thể của bệnh nhân, nó phản chiếu cái vị trí nào trên mặt thì người ta tác động vào đó. Ví dụ bị tim thì người ta tác động vào vùng này, phổi thì người ta tác động vào vùng này, dạ dày tác động vào vùng này. Rồi tiếp theo là cái bảng vị trí các huyệt ở trên mặt và cái cách tra, cách tra các huyệt đó ở chỗ nào thì trong này có ghi rõ. Rồi tiếp theo là các cách chữa bệnh theo diện trần và các bệnh mà diện trần có khả năng điều trị được. Đây là bảng tra huyệt, mỗi một vị trí huyệt nó ở chỗ nào thì người ta sẽ nhìn vào cái bảng tra này. Rồi tiếp theo cái phần quan trọng nữa trong cái cuốn sách này, theo mình là nó rất là hay và ý nghĩa, đó là tác dụng của 128 huyệt quan trọng hàng đầu. Ví dụ vị trí của huyệt số 0 là vị trí chỗ nào, tác dụng nó ra sao và chủ trị cái gì thì trong này mô tả rất là chi tiết. Thế nên là để sau này có thể giỏi được về huyệt, hay là giỏi về cách sử dụng các bộ huyệt, hay là tự mình có thể thiết kế được các bộ huyệt, hay tự mình có thể chọn huyệt được hay không, là dựa trên cái bảng này. Và mình phải nắm rõ được cái tác dụng của từng cái huyệt này thì mình có thể phối hợp được. Như vậy cái bảng này cần thiết cho những người mới học, những người đã học và những người học chuyên sâu sau này đều cần nắm rõ được cái tác dụng của 128 huyệt quan trọng hàng đầu này. Trong diện trần hiện tại thì có hơn 600 huyệt, tuy nhiên 128 huyệt quan trọng này là những huyệt mà mình hay dùng bậc nhất. Đó. Ở cuối cuốn sách này có một số cái phác đồ gợi ý để chữa cho một số cái bệnh, gọi là gợi ý là thầy Châu gợi mở cho môn sinh là sau này có thể tiếp tục phát huy và phát triển lên. Thì đặc điểm của các bộ huyệt này á, là rất là ngắn gọn, riêng thầy Châu thiết kế là nó rất là ngắn gọn và xúc tích đó, thì các bạn hoàn toàn yên tâm dùng những cái bộ huyệt này đã là quy chuẩn rồi. Thế thì cuốn sách này nó rất là mỏng, nhưng mà nó là cái cuốn quan trọng bậc nhất của diện trần. Và lời khuyên rằng nếu mà khi mình học ấy, mình học cái cuốn này nên đọc đi đọc lại nhiều lần. Đấy, có người đã đọc đến 200-300 lần mà đọc khi nào sách nó nhàu nát, nó cũ đi thì thôi. Đấy, thì một lần chúng ta đọc nó chưa rõ, tuy nhiên đọc nhiều lần ấy, thì nó sẽ rõ hơn. Và khi mà chúng ta chưa biết cái gì, chúng ta có thể tranh thủ hỏi các thầy đấy, để các thầy giải đáp cho. Và riêng các cuốn sách của thầy Châu thiết kế nó rất là cô đọng và xúc tích, vì vậy chúng ta cần phải đọc kỹ nhiều lần. Chúc các bạn học thành công và ứng dụng tốt trong cái công tác chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.